Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Đông Ba với các món ngon xứ Huế 7148918028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Pala Casino Spa and Resort, mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Quý vị đang trở lại với phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà trời nóng cộng thêm với nhiệt độ oi bức thì đó cũng là một trong số những nguyên nhân mà khi mà có rất nhiều những bậc phụ huynh á, quên các em nhỏ ở trong xe hơi. Điều đó, thưa quý vị, từ đầu năm cho tới tận bây giờ, tức là chỉ hơn nửa năm mà thôi, đã có ít nhất là 16 trẻ em theo ghi nhận đã bị chết vì bố mẹ đã bỏ quên. Mới nhất vào cách đây chỉ trong vòng một tuần trước mà thôi, thì một người đàn ông ngay tại Collin County ở tiểu bang Texas đã bỏ quên một em, một bé gái chỉ mới 6 tháng tuổi ở trên xe giữa trời thật nóng oi bức, khí hậu rất là oi bức ngay tại Texas. Và tin tức cũng cho biết là em đã chết trên xe, nhưng mà không biết là chết bao lâu trên xe rồi. Chúng tôi không hiểu tại sao, và không hiểu sao các bậc phụ huynh lại có thể sơ sẩy đến như vậy. Một trường hợp khác vào tháng trước, một em bé 8 tuổi, thưa quý vị, xin lỗi, 8 tháng tuổi đã bị bỏ quên trên xe. Tại vì vào buổi sáng hôm đó thì thường thường mẹ em chở em đi đến nhà trẻ, đi đến các nhà ông bà. Tuy nhiên thì vào sáng đó mẹ em bị bận, thì bố em mới bắt đầu thôi để anh chở con cho. Thì đi trên xe thì anh ta mới quên là hôm nay mình phải chở em đến nhà trẻ. Mà không, đi đến sở làm và bố thì đi vào làm để con ngoài xe. Bé 8 tháng tuổi chết ngay tại chỗ. Và đây là một cái hồi chuông báo động khi chúng tôi loan những tin tức này. Thì thời tiết bên ngoài trời, nhất là những khu vực miền nam của Hoa Kỳ, Texas hay Arizona, Colorado cũng đang rất là nóng. Và quý vị, những ai xem tin tức này nên chú ý tới. Và thêm một bản tin thêm là cũng vì những cái tin tức đó mà hãng GMC, thưa quý vị khán giả, đã giới thiệu một cái chức năng dành cho những chiếc ghế sau chở trẻ em. Đây là chiếc quý vị có thể thấy đây là chiếc xe GMC Acadia, mà theo những nhà sản xuất xe GMC nói là phía sau xe đó họ gắn một cái thiết bị gọi là thiết bị cảm ứng về trọng lượng dành cho những trẻ em. Tức là khi mà đặt cái car seat này là em bé đó, thì trên cái bảng điều khiển xe là hiện ra là quý vị đang có con hay có bạn ngồi ở phía đằng sau. Mỗi lần mà mở xe ra mà cái cân nặng của chiếc xe đó mà nó không có lấy ra, tức là quên trẻ em trong xe đó, nó sẽ báo động vang rầm trời, bíp bíp bíp, để mà báo là quý vị đang có con trong xe. Đây cũng là hy vọng, đây là những cái công nghệ mới mà sẽ giúp cho giảm thiểu cái tình trạng mà những em bé bị bỏ quên trong xe. Tức là trên ghế có một cái cảm ứng về trọng mỗi lượng. Khi có cái ghế này đặt vào, cái đó quá hay luôn. Mà bố rời khỏi thì tự nhiên cái xe nó nhẹ đi. Nhưng mà nhẹ đi không đủ, vẫn còn vài chục pound ở trên đó, trên cái ghế này. Cái ghế sau nó vẫn còn vài chục pound. Cái ghế sau nó vẫn còn cái vật gì đó đè. Đè vào cái bộ phận cảm ứng này. Và cái xe nó hú. Quá hay, thưa quý vị. Trong khi đó, một cái bản tin có thể nói rằng là tiếp tục gây khó khăn cho Donald Trump. Một người đã từng đứng ra ủng hộ cho Rubio, Marco Rubio, thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida. Anh là một người có thể nói rằng là theo Thiên Chúa giáo thuần thành. Anh chàng này, thưa quý vị, có thể nói rằng là đã không ủng hộ cho Donald Trump. Và đây không phải là cái chuyện mà riêng tư với anh, mà anh đang dùng cái thông điệp này để kêu gọi những người đảng Cộng hòa khác đừng bỏ phiếu cho Donald Trump. Người này tên là Eric Thiessel, là một người tôn giáo Thiên Chúa giáo thuần thành. Anh đã xuất hiện ngày hôm qua sau khi Donald Trump đã đến gặp gỡ 100 người lãnh đạo tinh thần
Thiên Chúa Giáo. Và anh đi đến đây, anh mang theo một cái thông điệp. Torture is not pro-life. Có nghĩa là tra tấn không có ủng hộ cho đời sống. Racism, mà anh đã cáo buộc Donald Trump là kẻ kỳ thị chủng tộc, không phải là người ủng hộ đời sống. Misogyny có nghĩa là chống lại kỳ thị người phụ nữ, cũng không phải là người tôn trọng đời sống. Giết trẻ em và giết trẻ em của những kẻ khủng bố thì cũng không phải là pro-life. Thông điệp này rất là quan trọng đối với những người theo Thiên Chúa Giáo thuần thánh, bởi vì họ bây giờ đang đứng giữa ngã ba đường. Ngã ba đường ở sao? Tức là họ nhìn bên tay phải thì là Donald Trump, bên tay trái là Hillary Clinton. Lẽ đương nhiên là những người ủng hộ mạng sống của trẻ em, chống phá thai đó, không bao giờ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, bởi vì Đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai. Thế nhưng nhìn lại Donald Trump á, thì họ nói rằng một cái người đàn ông mà ba lần đổi vợ, rồi cái chuyện mà tình ái lăng nhăng, chưa kể những cái lời tuyên bố mà kỳ thị, mà nhất là thưa quý vị, kỳ thị người Mễ. Mà người Mễ là sao? Người Mễ lại là người hầu như 99% là theo Thiên Chúa Giáo. Có đáng để chúng ta bỏ phiếu hay không? Mình chưa nói đến những cái vấn đề khác. Riêng với thành phần mà ủng hộ pro-life, ủng hộ Thiên Chúa Giáo đó, tôn giáo đó, thì đã đang đứng ở ngã ba đường này. Một số thì ủng hộ, nhưng một số khác, như trường hợp của anh Thiso này, anh tuyên bố: tôi sẽ không bỏ phiếu và tôi sẽ kêu gọi những cái nhóm khác đó, đi tìm kiếm một thành phần thứ ba. Bây giờ họ, thành phần thứ ba là ai? Họ đang chờ đợi một ai đó sẵn sàng tuyên bố: tôi sẽ ra là ứng viên độc lập. Tuy nhiên thưa quý vị, nếu mà ra ứng viên độc lập như thế đó, thì càng gây hại đến cho Donald Trump nữa. Trong thời điểm này đó, Donald Trump đang có những cái cuộc thăm dò cho thấy rằng là ông đang thất bại khá nặng nề với Clinton, bà Clinton. Về mặt tài chính thì bà Clinton, như chúng tôi đã thừa đó, bà đang có trên 40 triệu Mỹ Kim, cái nguồn để có thể bà tung ra để vận động. Trong khi Donald Trump trong nhà băng có 1 triệu 300 ngàn tiền quỹ. Thế thì từ bây giờ đến tháng 11 này mà ông Trump á, bây giờ ông chưa tính tới chuyện bỏ tiền túi ra. Lý do đó là ông là một nhà kinh doanh, thì ông nghĩ rằng cái tên của ông đủ xứng đáng để vận động tranh cử và quảng cáo rồi, không nhất thiết phải bỏ tiền ra. Chính vì thế, càng lúc mà chúng tôi theo dõi tin tức trong vài tuần lễ vừa qua, thấy cái mức ủng hộ cho Donald Trump càng ngày càng tụt giảm. Ngay cả Đảng Cộng Hòa không ủng hộ cho ông thì ai sẽ đứng ra ủng hộ? Chưa kể đó là hiện nay tất cả những người trong Quốc hội ở Đảng Cộng Hòa đó, bởi vì tháng 11 này cái ghế thượng nghị sĩ và ghế dân biểu của họ cũng sẽ được đưa ra để mà tranh cử trở lại. Nhiều người bây giờ không dám nói tới Donald Trump nữa. Mà nếu mà không có liên hệ cái tên của mình với Donald Trump thì điều đó có nghĩa là họ cũng không ủng hộ Donald Trump. Bởi vì họ sợ nếu mà họ ủng hộ Donald Trump á, thì cử tri sẽ bỏ phiếu chống lại họ và họ rớt cái ghế lọt vào tay Đảng Dân Chủ. Và với cái khuynh hướng như thế thì liệu rằng làm sao mà Donald Trump có thể thắng được bà Clinton? Và cũng trong ngày hôm qua thì trong một bài phát biểu thì bà Clinton cũng đã công kích rất là dữ dội Donald Trump về những cái chính sách về kinh tế. Và em cũng nghe một cái đoạn mà khi bà Clinton nói là ông Donald Trump là một người có viết sách về những cái khả năng về kinh tế, có phân tích về tài chính, cái gì cũng đủ cả về kinh tế. Nhưng mà ông cũng viết luôn đó là cái chapter số 11, tức là luật phá sản luôn thưa quý vị. Và theo như một cái bản báo cáo phân tích của hãng tài chính Moody cho biết là nếu như ông Donald Trump lên nắm trong nhiệm kỳ đầu tiên thì sẽ có ít nhất là 3.5 triệu công nhân sẽ bị sa thải. Và điều đó sẽ là mối nguy cho người dân Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, nói về cuộc tranh cử, vận động tranh cử đại địa phương ghế giám sát viên khu vực 1 của quận Cam, thì cho đến giờ phút này chúng tôi nhìn thấy là ông ứng viên Andrew Đỗ đang gặp khó khăn trước bà Michelle Martinez. Chúng tôi gửi đến quý vị một vài con số cụ thể liên quan đến kết quả cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng 4 kim cương tại phía bắc San Diego, Palo Casino Spa and Resort.